11 sẽ có sinh chắc vân tay Touch ID dưới màn hình. Theo Minh Chi Kuo, Apple sẽ trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình cho iPhone 2021. Ông tin rằng, iPhone 2021 sẽ có cả Face ID và sinh chắc học vân tay Touch ID dưới màn hình. Kuo cho rằng, trong 18 tháng tới rất nhiều vấn đề kỹ thuật sẽ được giải quyết. Điều này cho phép Apple có thể cung cấp những trải nghiệm cao cấp mà hãng đang cố gắng đạt đến cho các thiết bị của mình. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt và cảm biến vân tay sẽ bổ sung cho nhau và Apple muốn thống nhất các trải nghiệm về tiềm năng điều này có thể xây dựng hệ thống xác thực sinh chắc học hai yếu tố cho phép người dùng thiết lập để nhận diện cả vân tay lẫn khuôn mặt mới có thể truy cập vào thiết bị apple đã nộp bằng sáng chế cho công nghệ nhận dạng vân tay dưới màn hình điều này cho thấy táo khuyết vẫn tiếp tục theo đuổi tốt id tuy vậy vẫn còn những thách thức công nghệ hiện nay để trang bị công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình bao gồm mức tiêu thụ điện năng kích thước vùng cảm biến độ dày mô đun cảm biến và tốc độ phản hồi cu tin rằng những vấn đề này sẽ được giải quyết trong năm tới hoặc lâu hơn Cơ hội chín mùi có thể đến với Apple vào năm 2021. Nhiều khả năng Apple sẽ sử dụng giải pháp cảm biến vân tay siêu âm tương tự như của Qualcomm, cho phép người dùng đặt ngón tay lên một khu vực rộng của màn hình để quét vân tay. Nhà phân tích này cũng cho rằng, máy quét vân tay dưới màn hình sẽ phù hợp với Apple Watch hơn là Face ID. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ thông tin nào về khả năng táo khuyết có thực hiện điều đó hay không.